Xin chào mừng tất cả anh em đang đến với Lê Claudio. Hôm nay là ngày đầu tuần 21 tháng 9. Khôi xin chúc tất cả anh em có một tuần mới làm việc thật là hiệu quả và đặc biệt là kiếm được nhiều tiền để chơi audio. Thì hôm nay Khôi sẽ giới thiệu đến anh em một combo gồm một âm ly và một tuner rất là đẹp và rất là hiếm có luôn, đến từ hãng HitKit nha. Đó là âm ly HitKit AA 1515 và con tuner AZ 1515. Cái này là đi đúng một bộ của nó anh em ha, một combo rất là hiếm có nha. Chỉ riêng con âm ly á thì nó cũng đã hiếm rồi, cũng rất lâu mới gặp lại. Khô đã bán cách đây 2 năm rồi thì hôm nay mới gặp lại và có được cả tuner luôn, đúng chất sưu tầm luôn anh em nha. Hàng rất đẹp luôn nha. Thì tí nữa Khôi sẽ kéo nó gần hơn và sẽ quay chi tiết cho anh em. Còn bây giờ thì Khôi chỉ giới thiệu sơ ha, để anh em làm quen là biết được cái bộ này nha. Còn bộ này công suất khá lớn nha, đánh sò Motorola. Anh em có thể dùng nó ghép rất nhiều loa, ghép từ JBL Bass 30 đến các dòng loa cổ cho tới AR2, đánh rất là hay. Thì bây giờ mời anh em cùng với Khôi mình sẽ đi vào cái phần chi tiết cái bộ này, thì cũng báo giá tại đây cho anh em tham khảo, anh em nào có nhu cầu thì để chơi luôn. Bộ này có giá là 17 triệu 500 nha. Riêng con âm ly á, cách đây 2 năm cũng đã có giá trên 15 triệu rồi, còn hôm nay thì có cả bộ luôn anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em và chúc tất cả anh em thưởng thức âm nhạc thật là tuyệt vời. Rồi, Khôi đã lôi nó gần hơn ha, để mình cùng xem chi tiết. Rồi sau đó thì Khôi sẽ tháo cái nắp nó ra từng con một để mình cùng xem nội thất nha. Đầu tiên là mình quay về cái ngoại hình nó nè nha. Cái đây, Khôi quay hết cho anh em cùng xem ha. Đây là hai cái má gỗ zin anh em. Cái tuner thì nó có nguyên khối ha, còn cái âm ly thì cái phần trước, cái phần sau này là phần tản nhiệt cũng như lắp sò nha. Tí Khôi sẽ tháo nó cho anh em cùng xem sau. Đó. Đây, mình sẽ quay anh em cùng xem ha. Đó, rất đẹp anh em nha. Hai má gỗ này zin anh em nha, theo 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 âm ly. Đó. Rồi mình sẽ trở lại về cái mặt trước, cái hình thức ha. Đây. Đó, Khôi đưa máy gần hơn tí để mình xem. Thì đầu tiên là cái tuner. Đây được thiết kế nó cái mặt đồng hồ anh em. Cái mặt lớn này thì có hai cái đồng hồ nhỏ này, tun và single này. Đó. Thì cái hiển thị cái này là mình ra đài mình xài hiển thị này anh em. Đó, anh em thấy nè. Khi mình chỉnh á, chỉnh đài thì nó sẽ hiển thị lên. Các cái chức năng thì được giấu ở trong này. Ví dụ như chuyển qua FM này, đó. FM bên này AM. Rồi một số cái chức năng bên này thì khi mình xài thì mình chỉnh sau anh em ha. Thì khi mình không xài mình đẩy lại thì bụi bặm nó đỡ vào, và thứ hai nữa nó rất là đẹp. Đó, nó hiển thị lên cái đây là cái tem của cái nhà sản xuất. Đó. Rồi thì tiếp theo là xuống cái phần con dưới này là con âm ly. À, con chính thì cũng được thiết kế như vậy. Trên này là cái hiển thị cái đây đó, hiển thị các cái tín hiệu đầu vào ha, chức năng 2CH mono hoặc 2CH. Rồi thì dưới này cũng có các cái chức năng ha, dưới này bát chép rồi ba lăng rồi loa một loa hai này, đến hai cặp loa vân vân, nó nằm ở dưới này lau nét anh em ha. Đó, tone là khi anh em sử dụng á, ví dụ như em muốn chỉnh bass chép á thì nó phải nhấn vào, còn không xài thì mình để bình thường anh em nhé. Một số chức năng cơ bản như vậy. Rồi thì về nhận xét về hình thức thì nó đẹp anh em, đẹp rất tuyệt vời ha. Nói chung là bây giờ Khôi quay cho anh em cùng xem một vòng ha. Bộ này rất là hiếm anh em, rất là hiếm có, rất lâu lắm mới gặp lại, 2 năm rồi mới gặp lại anh em, rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ tháo ra từng cái một để anh em cùng xem là bên trong ha, rất là gấu và rất là đẹp. Rồi Khôi đã tháo cái phần ruột gan nó ra, bây giờ thì Khôi sẽ quay cho anh em cùng xem nha. Đây thì đầu tiên là mình nói về cái quan trọng nhất là cái âm ly ha. Đầu tiên là cái ngoại hình rất đẹp anh em, tuyệt vời ha. Anh em nhìn ruột gan là như mới luôn. Con này zin em nhé, zin toàn tập luôn. Đó. Rất đẹp. Thì cái dòng HitKit thì Khôi cũng đã bán rất nhiều, tại vì mình là chuyên đồ cổ thì bán rất nhiều rồi. Chất âm thì nắm trong tầm tay luôn
nhé. Thì đây đầu tiên là anh em nhìn vào cái nguồn rất to ha, khủng khiếp luôn. Thứ hai là hai cái tụ màu màu bạc. Thì đây các âm ly mị thì sử dụng của cái hàng tụ Nichicon anh em nhá. Nichicon nó là 55V 10.000 mi nha, một cái thông số khá lớn, xa lớn. Và bên cạnh nó thì được thiết kế đây, bây giờ bên này tất cả là bốn con sò này, bốn con sò Motorola ha, một con 2 vé, hai con là 4 vé nha. Rồi thì về cái công suất của cái con này là nó là 240W nha, mị nồi nên để sử dụng của nó là chắc chắn là 120V rồi đó anh em xem rất là tuyệt vời ha. Đây nó có những cái công tắc này, chỉnh là meter đồng hồ này anh em ha. Chỉnh đồng hồ này. Đây là test gì đây này. Thì cái này thực sự là nó không quá quan trọng nha, không quá quan trọng, mình cũng không cần quan tâm nhiều. Quan tâm nhất là nó hát, nó hoạt động anh em nhé. Rồi ok, xong cái con âm ly này. Bây giờ mình qua mình có cái con tuner này, cực kỳ gấu này. Anh em mua về mà không xài mà tháo lấy mấy cái tủ này đủ tiền rồi nha. Nguồn rất là đẹp. Nhìn lăng bóng này, tủ bo mật, nói chung là rất đẹp, khối chỉ chùi sơ đây ha. Phía trong này nè, khối không có chùi nha, làm biến quá. Chùi thì mình tháo mấy cái bo này gỡ ra, mình chùi cái đẹp mắt nè. Hoặc là tháo cái mặt đít ra nha. Nhưng mà khối thấy nó quá đẹp nên khối không chùi. Rồi tất cả những cái thứ này zin hoạt động tốt anh em. Mình không có gì nói nhiều hơn ha. Mà quan trọng nhất là nó là thuộc về một đẳng cấp rất là cao. Rất là cao. Thì về cái phần phôi ghép thì khôi tư vấn với em như thế này. Con này là con có công suất lớn thì nó sẽ đánh được nhiều loa. Anh em có thể dùng nó để đánh JBL 100 Century. Đánh các cái dòng loa Mỹ bass 3 tấc vô tư luôn nha. Thậm chí là đánh AR2 rất là hay luôn. Anh em nào mà yêu thích là những cái món đồ vừa nghe vừa trưng bày vừa sưu tầm thì chắc chắn cũng không thể bỏ qua được cái con này. Thì từ năm 2018-2017 khôi cũng đã từng bán rồi nha. Nên là cái bộ này thuộc về hàng hiếm, ít khi xuất hiện lắm anh em. Và cái mức giá để cho anh em sở hữu cái bộ này thì cũng thuộc trong tầm chơi luôn. Thuộc trong tầm chơi. Giá cả âm ly và cả tuner 17.500. 17.500 anh em. Thì năm 2016-2018 thì khôi đã từng bán cái con âm ly này á, riêng con âm ly không á cũng đã bán 16 triệu rồi nha. Còn bây giờ cả bộ thì có 17.500 mà. Giá rất là tốt, rất là hợp lý anh em ha, để sử dụng một cái bộ này. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm. Bây giờ thì Khôi sẽ test, thật sự test demo thôi anh em, cho nó hát để anh em biết được là ở cái con âm ly này nó đã hát rồi nha. Còn lại thì anh em tìm hiểu thêm, anh em nào chưa chơi thì alo cho Khôi để Khôi tư vấn thêm nha. Rồi nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ quên mơ. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chưa. Mình đã đi chung trên con đường sáng giờ, mình đã màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy mà chắc được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ, chẳng biết chỉ có đôi ta.
vọng ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu. Vẫn một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn mong ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai